sẽ kéo dài như tới 2 giờ sáng. Đó. Đó. Rút thăm trúng thưởng. À, ủa Quốc ơi, mấy cái đóng đồ đó à đây nè. Rồi tôi mua đồ bên con Hồng Loan. Tôi mua cơm trái với khoai tây lên cho bên con Hồng Loan. Để hồi lát nữa mỗi người về đem một phần về nữa. Đó, coi như là một cái sinh nhật mà nó quảng bá rồi nó quảng cáo rồi nó PR đi lên. Tùm lum hết đây nè. Cái này. Cái này vô chạy vô. Cái này không phải là hôm nay là chị bán hàng mà là rút thăm trúng thưởng. Mà cái này là mặt hàng chị bán luôn hả? Đó, mà hôm nay có mấy món thôi tại vì sợ rút nhiều quá trúng, mọi người trúng nhiều quá lỗ. Rồi có bao lì xì đồ tùm lum hết chứ. Đó, giải nhất nè. Đó, giải nhất nè, đây nè chuẩn bị hết rồi nè. 5 chỉ vàng. Dạ, không có 5 chỉ vàng là tôi lỗ mà lòi tùm lum luôn á. Giải nhất, giải nhì, giải nhất là 1 triệu nè. Giải nhì là 500 nè. Hai giải ba mỗi giải 200 nè. Hai giải bốn mỗi giải 100 nè. Rồi cái này là giải năm, mỗi người bóc ra cái này. Đó là có khoảng 11 cái đó. Đúng 5 trúng thưởng nữa nha. Còn mọi người lên đây dùng sinh nhật xong mà lấy một phần quà của bên con mớm về. Đó, đủ thứ đó, tôi đủ trò lắm. Đó. Mấy cái phần quà chủ đạo ở trên đây là cái gì chị giới thiệu để cho người ta sử dụng lại với chúng đó chị? Đây nè, cái này là sữa tắm hương nước hoa với lại lotion dưỡng thể. Đó. Hôm nay mấy chị phụ nữ nhiều nên là đem mấy cái này. Đó, tính đem nhiều lắm mà sợ lỗ phải không? Nên là đem ít món à. Đem nhiều quá lỗ. Ai mua những mặt hàng này đó. vô cái Facebook của chị. Facebook của Trâm, Linh Tí Bích Trâm. Hoặc là Zalo của Trâm 0902 459042. Đó, là đầy đủ hết. Bán tất cả các mặt hàng. Bán tất cả các mặt hàng, đó. Rồi, thôi ngồi xuống. Khán giả có thương thì ủng hộ. Tìm kiếm tiền lời để chia sẻ mỗi tuần khác mấy phần bún cho bà con. Trâm nói là kiếm tiền để nuôi một tí. Em ơi, mình cho mấy cái món đầu lên cho mấy anh em YouTube dùng trước đi. Mấy anh em YouTube làm lúc này đi nha. Ăn đi, ăn mới có sức cầm máy quay. Mày để mấy ông rung tay rung giò hết. Hiếu ơi, Hiếu ơi. Lại đi. Ngồi đi. Ok, có chưa? Chưa. Rồi, rồi nè. Ông có chưa? Rồi, đây nè. Rồi, đúng chưa? Đúng chưa? Có phiếu chưa? Có phiếu chưa? Cái này là kêu lô tô trúng. Kêu lô tô, có phiếu chưa? Có phiếu chưa? Chút nữa là có phiếu chưa kìa. Ông Tâm, rồi, ông Tâm Lao nè. Tâm phiếu quá phiếu. Quốc nè, Quốc. Kìa, Tâm Lao lên lấy phiếu kìa. Tâm Lao lên lấy phiếu nè. Rồi lấy phiếu cho Tâm. Rồi, đưa cho ông Tâm Lao một phiếu, tài xế tôi một phiếu. Kìa, tài xế luôn kìa. Lát rút Tâm trúng thưởng. Giải nhất 1 triệu, giải nhì 500, giải ba 200, giải bốn 100. Còn mấy giải kia lấy sữa tắm với đồ gì. Tài xế có phiếu nữa chị. Tài xế trúng xe đúng không? Ừ, mấy cái bà kia tính vào lên lấy phiếu của tôi đi vô. Chút sữa tắm cũng được. Rồi đó, mấy ông lấy phiếu trước mở hàng rồi đó. Bữa ai có chiếc hoa không? Dạ. Ê, bà Hiếu lấy phiếu nữa chứ. Nhớ tài xế của... Ê, ở bên mình có cái thùng không ta? Mấy đứa. Đây Linh Tí với chị Bích Trâm đang chờ đợi những khách tới. Có má Tư Quốc Thanh tới nữa nha mọi người. Má Tư Quốc Thanh này, Hồng Loan, Nguyên Vũ này, Hồng Ni này, tất cả đều sẽ đến với cái buổi kỷ niệm 12 năm ngày cưới của Linh Tí nha mọi người. Anh Mai Dũng mọi người ơi, anh Mai Dũng, một ông anh trong nghề của Trâm. Anh là coi như là rất là chăm yêu thương, yêu quý. Yêu lắm, nhưng mà lấy Linh Tí làm chồng. Yêu lắm hả? Yêu lắm, yêu ông anh của Trâm lắm. Trâm có mấy ông anh nè, là anh Vũ Nghĩa nè, anh Mai Dũng nè, anh Công Bình, anh Tiểu Hổ Quốc, anh Linh Tâm. Anh Linh Tâm nữa nha. Có mấy ông anh nè, chứ không có nhiều ông anh lắm. Đó. Ủa sao nó xuống vậy? Anh đâu uống quy được. Còn đang cử hả? Anh đang dở, anh đang dở. Anh còn 2 tuần nữa mới ra quân được. Quá, khổ, khổ ông anh tôi quá. Cuộc đời. Hôm nay phải chơi bữa cho tanh đành té bẹ chứ Dũng. Không được rồi. Hôm bữa tí nè còn phải xác minh kìa. Phải gọi điện về nhà coi đúng không, nó nằm đàng hoàng tu tâm dưỡng tánh rồi. Rồi anh dưỡng bao lâu? Vậy, 2 tuần. 2 tuần. Hôm nay hết được không? Hết vậy hết thôi. Không được. Hết vậy hết thôi. Nó còn vết thương. Hết vậy hết cái làm lại từ đầu phải không?
mới đầu giờ mình nhắm môi đi. Nó còn vết thương nữa. Quen quen cái này không lo. Quen nữa cái hai ba lo. Anh Việt Anh đâu? Xin cảm ơn các chân mẹ. Hai loại. Cũng giống như là kỷ niệm 12 năm ngày cưới. Làm một lần luôn.
1, 2, 3, vô. Vô. Giống sinh nhật tôi quá vậy. Gan hở thì xì vô chứ. Tối này bận quá. Em cứ ba gan hở thì xì vô hả? Để ngồi về quên, tại vì đi ăn hay quên lắm, no cái quên rồi. Đi xì bé hay ăn trong lớn nha. Rồi. Em chúc mừng chị mà sinh nhật vui vẻ. Rồi, 2, 3, nhìn em nha, máy này mới chín nha, 2, 3. Rồi, ok. Rồi, em cần uống gì, kêu đi. Rồi, kêu mấy đứa ơi, cho